họ khoe những cái cơ nghiệp của họ là gì? Sự giàu có, sự hoành tráng, sự học thức, sự hiểu biết, và họ khoe tất cả mọi cái điều đó. Nhưng có một điều mà họ không biết được rằng, cho dù họ có được tất cả những cái sự giàu có, sự khôn ngoan, sự tài giỏi đó, nhưng có một cái nếu họ không có thì cái điều đó cũng chỉ là rút đi. Và cái điều ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh một cái điều, xin mời hội thánh chúng ta dở ra trong sách Thi Thiên 127 để chúng ta biết được cái cơ nghiệp ở đây là cái điều gì. Thi Thiên 127, chúng ta đọc câu số 3. Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng. Cái cơ nghiệp này mình thấy là gì? Chúa ban cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy cái cơ nghiệp này nó chẳng có cái gì gọi là quan trọng cả. Nhưng mình thấy ở xã hội ngày hôm nay thì có rất nhiều người giàu có. Tiền bạc của họ là gì? Xài không hết. Nhưng có một điều, ước ao một đứa con Đức Chúa Trời không ban cho thì cái điều đó họ cũng không có. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Kìa, con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va ban cho và bông trái của tử cung, hay là gì, còn gọi là một phần thưởng của Chúa ban cho. Nếu Chúa không ban cho thì cho dù chúng ta có làm cái gì cũng không có được một đứa con. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta thấy thì mỗi gia đình chúng ta thấy có con có cái, thấy nó đơn giản, thấy nó dễ dãi thì chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường. Nhưng chúng ta nhìn lại cái người ao ước có một đứa con thì chúng ta mới thấy rằng cái điều đó đâu phải đơn giản. Nếu Chúa không ban cho thì cũng lấy đâu ra mà có. Nó là một cái điều rõ ràng. Nhưng cái vấn đề ở đây, làm sao chúng ta bảo vệ được cái cơ nghiệp này mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta? Nếu ngày hôm nay chúng ta không cẩn thận để bảo vệ hay là gìn giữ cái cơ nghiệp này thì ngày mai đấy nó sẽ là gì? Sự sản nghiệp chứ không phải là có những cơ nghiệp. Để coi như tôi đọc ở trong Châm Ngôn ở đây thì chúng ta mới thấy một cái điều. Tôi xin phép đọc ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi nó. Châm Ngôn đoạn 23 câu số 13 và 14. Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ, dù đánh nó bằng roi nó cũng chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Một cái điều ở đây Kinh Thánh cho chúng ta một cái cách để chúng ta bảo vệ hay là gì, quản trị, gìn giữ cái cơ nghiệp hay là cái sản nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng ngược lại, mình thấy ngày hôm nay một cái vấn nạn hay một cái tệ nạn của xã hội hay là gọi là toàn cầu luôn, một cái điều gì đang đi theo một cái phong cách giống như là gì, bắt chước nước ngoài là gì, con nít là số 1. Chính vì cái số 1 đó, đặt số 1 tức là gì, lên trên Đức Chúa Trời rồi, không còn đặt Đức Chúa Trời là vị trí số 1 mà đặt con chúng ta là vị trí số 1, con nít là vị trí số 1, cho nên cái sản nghiệp đó sau này nó sẽ trở thành một cái sự sản nghiệp cho chính đời sống của chúng ta. Vì sao? Chúng ta không có dạy trẻ thơ con đường nó phải đi, là con đường nào? Con đường kính sợ Đức Chúa Trời, phục sự Đức Chúa Trời, hay là hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta không thấy cái điều đó là điều quan trọng.
Và ngày hôm nay cái điều mà hầu như tất cả các gia đình mình nói là gì, những cái người nhất là nặng nề nhất là những người giàu đang rơi vào cái tình trạng này. Họ lo cho con họ học cái gì, tiếng này tiếng nọ kia, trường phải học trường quốc tế, nó hoành tráng, học đủ tất cả các loại, học thêm học bớt gì. Mà tôi thấy là coi như nhiều khi tôi thấy là coi như tội, rất là tội đứa nhỏ. Nhiều khi nó là gì, mới có lớp 1, lớp 2 là bắt đứa nhỏ nó học nhồi nó nhét, và tôi đã không hiểu lắm nên là nhồi nó nhét cái kiểu gì. Mà rốt cuộc ngày hôm nay mình thấy nó khôn chả đâu, thấy khôn ra mà thấy càng ngày nó càng đờ đi. Đó là một cái điều gì mình không có hướng dẫn nó theo cái sự khôn ngoan của Chúa Trời. Mà cái sự khôn ngoan ra đâu? Há rằng chẳng bởi Chúa Trời ban cho hay sao? Chúa là Chúa của sự khôn ngoan mà. Nếu Chúa không ban cho sự khôn ngoan thì cho dù chúng ta có cho nó học đến đâu đi chăng nữa thì xin lỗi chứ, cái điều mà ngu nó vẫn là ngu, nó dốt nó vẫn là dốt à, nếu Chúa không ban cho. Còn thực sự nếu Chúa đã ban cho nó có sự khôn ngoan rồi ấy chứ, thì chúng ta cho nó học một cái mức độ vừa phải thôi, thì thực sự chính Đức Chúa Trời ban cho nó có sự khôn ngoan, chứ không phải chúng ta cho con chúng ta học nhiều là con chúng ta giỏi được. Cái vấn đề ở đây là gì? Khi chúng nó kính sợ Chúa rồi, nó cầu nguyện với Chúa thì Chúa ban cho nó sự khôn ngoan, chứ không phải chúng ta dùng cái sự khôn ngoan của chúng ta để cho con chúng ta đâu. Và mình thấy ngày hôm nay một cái điều tệ hại gì trong tất cả các gia đình, vì có quá là ít con, hiếm con đi. Ngày hôm nay mình thấy cái xã hội chưa, sanh á là phải có con trai. Và thực sự ngay kể cả cái sự báo động mà coi như chênh lệch về cái cân bằng giới tính, nó đã rung lên một cái hồi chuông báo động. Đến năm 2020 ấy, thì cái số lượng người nam sẽ bị dư thừa, sẽ không còn, rất nhiều người sẽ không có lấy được vợ, là coi như người ta đã cảnh báo rồi. Tại vì sao? Nó là vì một cái lề lối của truyền thống để lại gì? Phải có con trai là gì? Để cho mai sau chết đi có người đi chống lại. Nhưng mà coi như tôi buồn cười lắm, tôi có người người bạn cũng có cái tư tưởng đó. Nên coi như cậu vui mừng mà, thế là tao cái gì cho tao là có thằng yên tâm, có thằng chống gặp đấy. Thế tôi mới nói vui vui câu là không biết thằng nào chống cho thằng nào. Thời buổi bây giờ không biết thằng nào chống cho thằng nào cả. Tại vì nếu mà chúng ta không biết bảo vệ cái cơ nghiệp Chúa ban cho á, hiểu chưa, chúng ta không có dạy trẻ thơ con đường nó phải đi theo Chúa, thì lớn lên chưa biết thằng nào chống cho thằng nào trước à. Bằng chứng ngày hôm nay đi chứ, rất nhiều coi như gì, con cái hư hỏng lêm lỏng, cờ bạc rượu chè, trai gái nghiện ngập, đi vào những con đường tội lỗi. Và cái tình trạng phạm pháp ngày hôm nay là gì, dưới vị tuổi vị thành niên là phạm pháp còn nhiều, càng ngày càng ra một cấp số nhân. Thì cái điều đó tôi mới nói là, nói cái câu là chưa biết thằng nào chống cho thằng nào, nó là vậy đấy. Thấy chưa? Tại vì mình có dạy nó đâu, mình không dạy nó thì làm sao mà coi như nó biết được. Rồi hai đứa cũng một điều nữa gì, có đứa con trai rồi là gì, ở trong nhà là gì, không ai dám đụng đến nó. Nó ở trong nhà nó là vua rồi. Ông bà cha mẹ gì là nói thẳng, nó thích cái gì là được cái đó. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta không biết được cái tai hại cái điều đó, và chúng ta đang giết con chúng ta, chứ không phải là chúng ta thương con chúng ta. Thương cái điều đó gì? Sợ đánh nó đau. Kinh Thánh hay sao? Hãy đánh, dùng roi đánh nó không chết đâu. Nếu chúng ta có đánh nó, sao chúng nó giải cứu linh hồn nó khỏi cái phố. Và ngày hôm nay thì mình ngược lại là bỏ lời Chúa qua một bên, sợ không dám đánh nó. Chính vì cái sợ đó ngày hôm nay mình thấy là gì, cái sự phạm pháp dưới tuổi vị thành niên nó quá nhiều đấy. Chính vì cái điều đó
Tại vì sao? Ngày hôm nay ở trong nhà thì con trai con gái đều là coi như công chúa với cả coi như hoàng tử, người ta đang không ngay. Và tôi nhiều, tôi chứng kiến rất là nhiều, một đứa con nít làm gì, nó thích cái gì, thậm chí coi như nó chửi luôn cũng không sao cả. Tôi nhớ trước cũng có một con gái chúa, thuộc một tôi tớ chúa chứ không phải một con gái chúa, cũng có một đứa con trai lớn tuổi rồi, có một người con trai thì coi như cũng nhỏ 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 thôi, thì đi nhóm họp thì coi như không biết sợ ai cả, nó ưng cái gặp ai nó chửi, là nó thích là nó chửi thôi, vui lên là nó chửi liền. Thế là bắt đầu mọi người mới góp ý, thì bảo thôi kệ nó, mà nó con nít này, nó chửi xong rồi thôi. Đó là tôi nữa, và chính tôi cũng đã chứng kiến. Bây giờ nếu người hỏi, nếu một người đó ở trong cái tình trạng đó để rồi nó lớn lên, thì tự hỏi xem là coi như cái tai hại ngày mai nó sẽ xảy đến như thế nào. Nếu cái tình trạng nuông chiều con trẻ như vậy, không dám đánh nó, đánh nó sợ nó đau, rồi đến khi ngày hôm nay, đến khi đến nó lớn lên, chúng ta không còn cái khả năng chúng ta dạy nữa. Tại vì khi mà nó còn đang ở cái bút măng non ấy, chúng ta không tỉa sửa, không uốn nắn, đến khi nó trở thành tre rồi thì làm sao mà chúng ta có thể nào làm được cái gì đó. Và thậm chí có những lúc mà coi như chúng ta hay có cái sự đổ thừa gì, con thì hư tại mẹ mà cháu thì hư tại bà. Thế bây giờ tôi hỏi như bây giờ thế cái người cha ở trong gia đình, người làm gì, thế có phải là bù nhìn không? Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thế cái người gì cha người ở trong nhà là bù nhìn à, đúng không? Tại sao chúng ta ở vừa rồi có một cái điều đó tôi cũng nghe thường hay nghe lắm, cái loại con mày là cái thằng mất dạy, rồi coi như con mày đứa này nó mất dạy. Nó xin lỗi chứ có dạy đâu mất, có đâu mất, đúng không? Chúng ta có gì, vì từ nhỏ chúng ta không dạy cho nên lớn lên nó thích gì được đó, thích gì làm đó, rồi chúng ta quay ra tức qua quay ra mày là cái đứa mất dạy. Rồi thậm chí có mấy câu nó cũng quen đó, gì mày là cái đồ chơi đánh, đúng không? Bắt đầu là gì, chúng ta không bao giờ chúng ta có thấy để ý vòng quanh trường xóm này, những cái người dạy dỗ con mà chửi, những người con cái mà chúng ta thấy gì, không bao giờ nhận cái lỗi đó về mình, mà bắt đầu lúc có cái vấn đề là đổ thừa hết. Nào thì cái đồ trời đánh, rồi trời đánh thánh vật, rồi cái loại mất dạy, rồi cái loại này loại kho. Và đến khi chúng ta bực tức lên, chúng ta chửi rủa xả con chúng ta, không ra một cái gì hết. Nó từ cái cực đoan này nó chuyển qua cái cực đoan khác. Và mình thấy một cái điều thực sự là gì, tại sao không đi theo cái sự ý muốn, sự dạy dỗ của Chúa ngay từ ban đầu. Và ngày hôm nay chính bản thân tôi cũng vậy. Khi tôi có đứa con, và thực sự cái điều đầu tiên mình cũng rất là coi như run sợ gì, nếu mình không dạy con mình đi theo con đường tin tin Chúa, thì xin lỗi nhân nó lớn lên thực sự không biết để coi như mình phải giam dạy nó như sao. Tại vì sao? Mình biết là gì, bản chất cái dòng máu tổ phụ của mình, dòng máu tổ phụ của vợ mình là gì, là một cái giống gì, cũng dở ông dở thằng, nó cứ ngang ngang ngạnh ngạnh, nó cũng không giống ai cả, thích gì làm đó, nó ngang tàng vướng mình. Từ bây giờ nếu con mình là gì, nó mang hai cái dòng máu nó kết hợp lại, nó không phải là một người nữa, mà gì, nó trở thành gấp đôi. Và ngày hôm nay nếu chúng ta không biết run sợ để dạy con chúng ta bước đi theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mình cứ nghĩ là cái hậu quả ngày mai nó sẽ cộng hưởng hai cái dòng máu gian ác tổ phụ của nó lại, cộng theo cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nữa, thì nó sẽ trở thành một cái điều cực cực ác, chứ không còn phải là một cái điều ác nữa. Thế cho nên ở đây xin Chúa giúp đỡ chính đời sống tôi cũng như tất cả chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có một cái sự nhìn nhận, nhận thức một cách ngay từ nhỏ, con chúng ta là cái sản nghiệp của Chúa ban cho. Xin Chúa cho chúng ta biết bảo vệ, biết gìn giữ cái sản nghiệp này
và hướng dẫn cái sản nghiệp này để lớn lên, nó trở thành một cái cơ nghiệp thực sự của Đức Chúa Trời. Chứ còn nếu không có thì chúng ta sẽ gì? Không gìn giữ nó, không bảo vệ nó, thì cái cơ nghiệp đó nó sẽ quay lại, nó sẽ phá tan nát gia đình chúng ta. Còn mình thấy cái xã hội ngày hôm nay gì? Những cái người con cưng, những người con nhà giàu, họ không được dạy dỗ, họ không dạy dỗ con, họ thích tiền là cho tiền, thích cái này cho cái này, thích cái kia cho kia, và rốt cùng gì? Nghiện ngập vào. Bao nhiêu nhà, nhiêu cửa cũng bán bằng sạch đi để đốt vào qua những cái sự nghiện ngập cờ bạc rượu chè. Thì cái đó có phải là cái sự sản nghiệp không? Chứ không còn phải là sản nghiệp của Chúa nữa, mà nó trở thành một cái sự sản nghiệp. Thế cho nên cái điều này là một cái điều thực sự, cũng là một cái điều cảnh tỉnh. Chúng ta là con cái Chúa không nằm ngoại lệ trong cái điều này. Tại vì cái điều đó dân ngoại đã bị hết rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để chúng ta dạy, thứ nhất, dạy con cái chúng ta tin kính Đức Chúa Trời, bước đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, hầu cho đến khi nó trở về già đi chăng nữa, nó cũng không bỏ cái điều đó. Cái điều thứ hai, chúng ta phải dạy trẻ thơ. Dẫu nó hư, chúng ta phải có một cái sự răn đe rõ ràng. Có đánh nó bằng gầm nó cũng không chết đâu. Mà chúng ta đánh nó là gì? Chúng ta thương và giải cứu nó khỏi, linh hồn nó khỏi cái sự âm phục. Chứ không có gì nếu chúng ta thương. Và mình thấy gì? Xuyên suốt Kinh Thánh mình thấy gì? Tất cả những nhân tài, những bậc tiền bối đều thất bại trong cái vấn đề quản trị gia đình về giáo dục con cái. Cỡ như Môi-se, Hê-li hay là gì, tất cả coi như những cái người đó đều bị dính chấu về cái vấn đề. Ngay kể cả Samuel nữa. Samuel là người ở trong nhà Hê-li, thấy được cái tình trạng gia cảnh của Hê-li, những người con Hê-li thư đốn như thế nào, phản bội Chúa như thế nào, và bị Chúa trừng phạt cả gia đình như thế nào. Samuel là cái người từ nhỏ ở trong đền đền chứng kiến tất cả mọi sự việc, và chính Chúa nói với Samuel như vậy. Nhưng mà rồi Samuel có làm được điều đó không? Các con của Samuel không đi theo đường lối của cha. Thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta là ai? Để rồi chúng ta mới thấy rằng không đơn giản trong cái vấn đề dạy dỗ con cái chúng ta đó. Người đời người ta có câu là gì? 10 năm trồng cây mà 100 năm mới trồng được con người. Khi chúng ta gây dựng, uốn nắn, dạy dỗ một con người không đơn giản một chút nào, để chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm ngày hôm nay, chúng ta là những người cha, người mẹ, chúng ta phải thấy được cái điều này và run sợ cho chính cái tương lai con cái chúng ta, cho chính đời sống gia đình chúng ta, nếu chúng ta không dạy nó đi theo đường lối của Chúa, và chúng ta không có cái biện pháp răng dạy con chúng ta, thì chúng ta mới thấy được cái hậu quả ngày mai nó sẽ như thế nào. Cảm ơn Chúa qua lời Chúa buổi tối hôm nay, tôi chỉ có một cái điều ngắn gọn, và lời Chúa cũng là nhắc nhở cho chính đời sống của tôi, để tôi có những cái sự run sợ hơn nữa, để cẩn thận hơn nữa trong cái vấn đề giáo dục hay sự quản trị con cái của mình. Amen. Thank you.